Xin chào mọi người ha Sáng nay mình mới nhận được một cái tin nhắn của một bạn Nguyên Kim hỏi thăm về chuyện gõ sai tên trên hồ sơ không được nhận ha Thì bạn nói là em nhận được tờ khai rồi Mà con em nó tên Hòa Hòa nghĩ bạn gõ dấu Hòa mà chứ dấu Huyền ở chữ A ha Thì nhìn vô là mình biết sai rồi tại vì mình đã đọc cái hướng dẫn thì Khi mình bỏ dấu thì phải bỏ Trường hợp chữ Hòa này là mình phải bỏ ở chữ O mới đúng đây khi chữ A thì nó không nó không có chịu. Một số mặc định thì khi bị một số cái bộ gõ mà chúng ta gõ thì nó sẽ để chữ dấu ở chữ A, ha. thì cái hồ sơ nó không nhận. Ha. Thì bạn đã nói tiếp là lần đầu tiên em đăng ký đúng tên thì nó không cho đấy dấu Huyền, Tại vì giờ dấu Huyền thì bỏ chữ dấu Huyền chữ A nó không chịu mà à, lần sau em bỏ dấu nghĩa là không có ghi dấu gì hết, hay ghi chữ Hoa không á thì nó bảo không đúng bảo hiểm không đúng tên, không đúng bảo hiểm thì mình đã hướng dẫn bạn ấy uh, cách để sửa uh, gõ lại ha, gõ lại cách gõ lại cái, cái, dấu tên như vậy thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn uh, gõ luôn trực tiếp cho các bạn xem ha mình sẽ mở một trình duyệt Chrome lên mình đăng ký thử ha demo cái phần phần gõ tên thôi ha vụ công này Và mình cũng chọn đăng ký này Rồi mình chọn uh, cá nhân tiếp tục ha bây giờ cái phần này thì mình chỉ có demo phần gõ tên thôi mình chỉ muốn gõ chỉ là uh, Nguyễn uh, Thanh Hòa đi ha Thanh Hòa nếu mình gõ tự do như thế này á xin lỗi thì gõ lại Thanh Hòa đó nếu mình gõ như thế này chắc chắn hồ sơ sẽ không nhận được ha hồ sơ người ta sẽ không nhận Bởi vì cái dấu mình bỏ sai ha nên gõ đúng này á thì phải là chữ họ giữ dấu huyền phải nằm chữ o ha, thì giờ mình sẽ xóa như sau, h o mình có chữ huyền luôn, có chữ F luôn, đó bên giờ mình có tallet nha, đó thì hồ sơ như này chắc chắn ok này, đó, thì bạn sửa lại xem, mình gõ lại cho bạn xem này, để gõ này chứ, à, hòa này, h, nếu có tự do này, h o a huyền dấu như bình thường mình gõ thì dấu huyền nằm ở chữ a, thì người ta sẽ hồ sơ chứ không chấp nhận, còn nếu mình gõ không dấu như thế này á thì thành sai tên người khác. Đó, thầy người Hoa chứ không phải là Hòa nữa thì sai tên thì cũng không được luôn Thế nên mình sửa lại bằng cách như sau H O F là Huyền luôn ha ở chữ A luôn xong thì chữ Hòa hoặc mình có thể gõ bất kỳ một chữ khác mà nó nó dạng như vậy ha Đó là cách mình hướng dẫn các bạn sửa lỗi ha đây mình đem một cái bộ gõ bình thường thôi thì vừa gõ bình thường trên điện thoại hoặc là trên máy tính cũng vậy thì mình đang gõ dạng Talex ha à, ừ, quên đúng là Talex còn trên máy tính thì bạn có thể gõ kiểu Vini cũng được còn trên điện thoại thôi nhưng mặc định cái kiểu Talex là chính là bạn gõ kiểu này ha trên máy tính thì bạn có thể chỉnh lại cái phần mềm Unicode cũng được còn đây mình dùng mấy mấy cái trình duyệt mà mấy cái bộ gõ mà nó tích hợp sẵn thì các bạn cũng chú ý là cái phần bỏ dấu như vậy ha mình cứ bỏ dấu luôn ha đây, H O Huyền A à, vậy chắc chắn là cái cái tên bạn chắc chắn sẽ ok ha có dấu thì không được mà không có dấu thì thì <laughs> sai tên người khác cho nên mình phải gõ tên ở gõ dấu đúng ha thì theo mình theo hướng dẫn thì nó yêu cầu như vậy đó cho nên các bạn lưu ý cái phần này Xin chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn là một clip khác ha.